Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024. Và trong chương trình Thời sự tối ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh nghe Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và các địa phương có liên quan báo cáo tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị nghe Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và các địa phương có liên quan báo cáo tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và các địa phương liên quan đã báo cáo tiến độ thực hiện hơn 30 công trình dự án trọng điểm của tỉnh. Nhìn chung, các công trình dự án đang được triển khai theo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, một số dự án vẫn còn chậm so với tiến độ. Theo đánh giá của các ngành và các địa phương, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các công trình chủ yếu là do nhà đầu tư không đảm bảo về năng lực tài chính và gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả đầu tư dự án. Ngoài ra, một số dự án công trình cũng gặp khó khăn trong bồi thường hỗ trợ tái định cư và nhà đầu tư chậm thực hiện thủ tục pháp lý. Một số dự án chưa có cơ chế cụ thể nên chưa đủ cơ sở triển khai thực hiện. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục một số hạn chế vướng mắc còn tồn tại, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các sở ngành tỉnh và các địa phương trong việc triển khai thực hiện các công trình dự án thuộc thẩm quyền trách nhiệm, trong đó đặc biệt quan tâm các dự án phục vụ dân sinh. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cũng yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu các địa phương phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực cao nhất đạt tiến độ các công trình dự án trọng điểm của tỉnh. Chiều hôm qua ngày 13 tháng 5, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh do ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Ông Nguyễn Trung Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố làm việc với đoàn. Giai đoạn 2021-2023, công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và phát triển đô thị tỉnh Trà Vinh được thực hiện bám sát các quy định pháp luật và đảm bảo định hướng phát triển của tỉnh. Tỉnh đã hoàn thành chương trình phát triển đô thị tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. Đến nay có 13 trên 13 đô thị có quy hoạch chung đô thị được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Có 11 trên 13 đô thị thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch chung đô thị. Trong đó đã phê duyệt 5 đô thị là thành phố Trà Vinh mở rộng, thị xã Duyên Hải, đô thị Tiểu Cần định hướng thành lập thị xã trực thuộc tỉnh, đô thị Tân An và thị trấn Châu Thành. Đồng thời đã có 7 trên 7 huyện có quy hoạch xây dựng vùng huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Giai đoạn 2021-2023 đã hoàn thành 4 trên 7 quy hoạch xây dựng vùng huyện, góp phần định hướng quản lý, đầu tư, phát triển xây dựng vùng huyện và hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Hiện nay tỉnh Trà Vinh có 13 đô thị gồm: một đô thị loại 2 là thành phố Trà Vinh, hai đô thị loại 4 là thị xã Duyên Hải, thị trấn Tiểu Cần mở rộng và 10 đô thị loại 5. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2021 đạt trên 29%, năm 2022 đạt 29,7% và năm 2023 đạt trên 31%. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 33% theo nghị quyết tỉnh Đảng bộ. Quản lý đất đô thị thời gian qua đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, phát triển nhà ở tuân thủ theo quy hoạch đô thị và quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Việc kêu gọi đầu tư các dự án phát triển nhà ở đảm bảo tuân thủ định hướng phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phát triển đô thị còn thiếu đồng bộ, công tác kêu gọi đầu tư để thực hiện các công trình dự án còn khó khăn do quỹ đất sạch còn hạn chế, chi phí giải phóng mặt bằng cao, còn nhiều quy hoạch không phù hợp chưa được bổ sung, chưa khai thác tốt các nguồn lực của đô thị và từ xã hội cho phát triển đô thị. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở ban ngành tỉnh tiếp tục rà soát đánh giá thực trạng đô thị, việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn quản lý để xóa bỏ quy hoạch không phù hợp, có kế hoạch đảm bảo nguồn lực phát triển đô thị đạt chuẩn,
triển khai thực hiện số hóa về quy hoạch đô thị, góp phần thực hiện đề án tổng thể phát triển đô thị thông minh bền vững tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tôi cũng đề nghị các đồng chí hết sức quan tâm vì cái vấn đề đào tạo con người, nó sẽ quyết định tất cả, con người nó sẽ quyết định tất cả các chỗ này, các anh muốn được hay không, muốn chậm nó là muốn nhanh thì con người quyết định. Hai nữa là cái chỗ này là cái vốn, mà vốn bây giờ giai đoạn tiếp theo cái chỗ này cần phải làm cái gì và chúng ta phải tính toán cái chỗ này. Một cái vấn đề thứ ba nữa các anh chị, tôi thấy là cái các cái văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan tới quy hoạch, liên quan tới là phát triển là kiến trúc đô thị, liên quan tới phát triển kinh tế trong quá xã hội, cái chỗ này chúng ta phải triển khai kịp thời, rồi xem lại các quy định nào không phù hợp các anh chị. Chỗ này mình ban hành các cái văn bản và ban hành các cái quy định cho nó kịp thời đồng bộ cái chỗ này các anh chị. Tôi đề nghị các đồng chí là nâng cao chất lượng là cái các cái đề án quy hoạch này, rồi đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao. Đó, bây giờ là quy hoạch như thế cho mình thấy là như thế rồi, nhưng mà đều đánh giá lại cái khả thi và cái hiệu quả của từng loại quy hoạch kiến trúc đô thị, nó phải đánh giá cái chỗ này cho nó sát các anh chị. Tôi nói là không gì bằng chúng ta tự kiểm tra giám sát từng địa phương, các đồng chí chính đơn vị ngồi đây, các đồng chí tự kiểm tra cái đó, thành lập một cái tổ kiểm tra của viện trà cú đấy, thành lập một tổ kiểm tra của tiểu ngành, như vậy là chúng ta đi sâu việc quy hoạch, quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đó, toàn bộ của viện mình, địa phương mình, căn cứ vào kế hoạch giai đoạn của viện từng địa phương, bây giờ chúng ta đạt được cái gì, những gì khó cái chỗ này viện làm không được, đề nghị ủy ban dân tỉnh, đề nghị tỉnh ủy quan tâm. Là tôi thấy cái chỗ này nếu mà chúng ta làm tốt như thế là nó sẽ nhanh. Tại buổi giám sát, Ủy ban nhân dân tỉnh có kiến nghị Trung ương sớm ban hành luật quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng liên quan thẩm quyền thông qua Hội đồng nhân dân về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Hôm qua ngày 13 tháng 5, ông Lâm Minh Đặng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri xã Long Khánh, huyện Duyên Hải. Cùng dự có ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, có 6 ý kiến của cử tri kiến nghị đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cấp và ngành chức năng xem xét giải quyết các lĩnh vực liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Cụ thể, cử tri mong muốn tỉnh quan tâm thực hiện các chế độ cho gia đình chính sách, người tham gia kháng chiến, chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ấp khóm. Cử tri cũng bày tỏ khó khăn khi hiện nay việc chi trả bảo trợ xã hội, chi trả lương cho gia đình chính sách không dùng tiền mặt, trong khi địa phương không có máy ATM. Điều này gây khó khăn rất nhiều cho người dân, nhất là người cao tuổi. Bên cạnh đó, nhiều bà con cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông khu vực 4 xã đảo, nâng cấp mở rộng quốc lộ 53. Do tuyến này bị xuống cấp, đường hẹp, trong khi áp lực xe trọng tải lớn lưu thông qua đoạn đường này thường xuyên. Cử tri cũng phản ánh tình trạng thiếu điện phục vụ sản xuất, nhất là trong cao điểm mùa khô, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị địa phương quy hoạch xây dựng chợ Long Khánh, cần thiết thành lập đội phòng cháy chữa cháy ở khu vực các xã đảo, khi có sự cố kịp thời ứng phó, hỗ trợ người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở khu vực 4 xã đảo, huyện Duyên Hải. Trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, đề nghị Sở Giao thông, huyện ưu tiên bố trí nguồn vốn nơi nào bức xúc làm trước. Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương xem xét bố trí kinh phí nâng cấp quốc lộ 53 đoạn qua địa bàn các xã đảo, cũng như quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực này. Đối với vấn đề điện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành điện lực phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại các khu vực thiếu điện, chỗ nào bức thiết cần phải đầu tư sớm nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp sớm lắp đặt máy ATM phục vụ nhu cầu giao dịch của người dân khu vực 4 xã đảo. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri,
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Bình Đàn ghi nhận và trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người dân trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Bình Đàn đề nghị các sở ngành tỉnh, chính quyền địa phương tiếp thu đầy đủ, giải trình làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo trước mắt ngành điện lực quan tâm nâng cấp lưới điện phục vụ nhu cầu của người dân, đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có nghị quyết chuyên đề về phát triển toàn diện kinh tế xã hội khu vực các xã đảo đến năm 2030. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Bình Đàn cũng thông tin đến bà con cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2024. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,93%, là tỉnh đứng đầu trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Về xây dựng nông thôn mới, tỉnh có 9 trên 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành và đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Cầu Kè và Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tính đến nay, tỉnh đạt 7 trên 8 tiêu chí tỉnh nông thôn mới. Tỉnh phấn đấu về đích tỉnh nông thôn mới vào cuối năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng cũng cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai các dự án trọng điểm như cầu Cổ Chiên 2, cảng Định An, cầu Đại Ngãi. Đặc biệt là tuyến đường hành lang gian biển Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh nối liền cầu Đại Ngãi. Dự án này được kỳ vọng trở thành trục chính của các tỉnh gian biển kết nối với trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ngày 14 tháng 5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu tại 117 điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tại đây, các đại biểu được thông tin chuyên đề một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai sửa đổi, chuyên đề nhận dạng dấu hiệu tội phạm tham nhũng trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và chế tài xử lý. Ngoài ra, các đại biểu còn được chia sẻ về tình hình khô hạn xâm nhập mặn từ đầu mùa khô năm 2023-2024 và các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh Trà Vinh. Theo dự báo, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều biến động thời gian tới. Các cơ quan địa phương cần kịp thời cập nhật thông tin dự báo khí tượng thủy văn, xây dựng giải pháp hữu hiệu nhằm chủ động xâm nhập mặn hiệu quả. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Dương Văn Triệu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp và các cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung được báo cáo viên thông tin tại hội nghị. Ngoài ra, đồng chí Dương Văn Triệu còn lưu ý một số nội dung trọng tâm như tăng cường thông tin trên mạng xã hội nhằm đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện phương châm hành động của tỉnh ủy, đoàn kết kỷ cương, hành động sáng tạo đột phá phát triển, tiếp tục tuyên truyền triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, và tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Đẩy mạnh về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với học tập chuyên đề năm 2024 của tỉnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân tỉnh Trà Vinh. Qua đây lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Sáng nay ngày 14 tháng 5, ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến dự lễ công bố và trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về công tác cán bộ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Theo đó, tại quyết định số 775 ngày 10 tháng 5 năm 2024 về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với công chức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn bổ nhiệm bà Tô Thị Thu Hồng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình mong muốn bà Tô Thị Thu Hồng tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mới, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội được giao cho ngành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của ban giám đốc và toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động trong thời gian qua và mong muốn Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong thời gian tới. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, bà Tô Thị Thu Hồng xem đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề. Bà Tô Thị Thu Hồng hứa sẽ tiếp tục phát huy, kế thừa những kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sáng nay ngày 14 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đã tổ chức cuộc họp với 22 đơn vị, gồm các sở ngành tỉnh và các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo luật công chứng sửa đổi.
Trong gần 7 năm thi hành luật công chứng năm 2014, các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước đã thực hiện hơn 40 triệu việc công chứng và gần 60 triệu việc chứng thực. Tuy nhiên, quá trình vận động của nền kinh tế theo hướng chuyên nghiệp hóa, số hóa các hoạt động kinh doanh, thực tiễn thi hành luật công chứng năm 2024 cho thấy còn có những bất cập như mô hình tổ chức pháp lý của văn phòng công chứng chưa sát với thực tiễn. Còn thiếu sự đồng nhất giữa hoạt động chứng thực và công chứng dẫn đến việc các văn phòng công chứng tại địa bàn nông thôn phải cạnh tranh với cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã, thay vì hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp công chứng trong hoạt động quản lý và chuyên môn có nơi còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được đòi hỏi của sự phát triển đội ngũ công chứng viên. Có trường hợp chưa có sự liên thông trong các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức hành nghề công chứng trong việc tiếp cận thông tin. Trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của luật công chứng năm 2014, dự thảo luật công chứng sửa đổi gồm 10 chương, 78 điều, được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên 9 điều, sửa đổi 61 điều, giảm bớt 12 điều và bổ sung 9 điều mới trong tổng số 81 điều của luật công chứng năm 2014. Các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến xoay quanh việc bổ sung quy định về một số hành vi bị nghiêm cấm đối với công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng, về bỏ quy định miễn đào tạo với người muốn bổ nhiệm công chứng viên, quy định giám đốc sở tư pháp bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức trưởng phòng công chứng thay vì giao cho chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố bổ nhiệm như hiện nay, bổ sung hình thức công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, bổ sung quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với công chứng viên và thẩm quyền trình tự xem xét kỷ luật công chứng viên, quy định về giải quyết khiếu nại trong hoạt động công chứng, bổ sung quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ và Bộ Tư pháp nhằm bảo đảm công tác quản lý về công chứng, bổ sung quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về công chứng tại địa phương. Luật công chứng sửa đổi là một trong 11 dự án luật được kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 thảo luận cho ý kiến. Các dự án luật khác bao gồm luật công đoàn sửa đổi, luật di sản văn hóa sửa đổi, luật địa chất và khoáng sản, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật phòng không nhân dân, luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, luật tư pháp người chưa thành niên, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, nhằm góp phần hoàn thiện các quy định có liên quan đến dự thảo luật. Sáng nay ngày 14 tháng 5, Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ khai giảng hai lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung năm học 2024-2025 cho cán bộ công chức thuộc các sở ban ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Trong suốt thời gian học tập, 127 học viên, trong đó hệ tập trung có 47 học viên và không tập trung có 80 học viên, sẽ được nghiên cứu 6 học phần, bao gồm nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử đảng, đường lối chính sách của đảng, nhà nước Việt Nam, xây dựng đảng, hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương, kiến thức bổ trợ, nghiên cứu thực tế, viết bài thu hoạch. Thông qua khóa học sẽ giúp các học viên rèn luyện năng lực, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, từ đó vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sáng nay ngày 14 tháng 5, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp tập huấn tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên có các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2024. Tham gia lớp tập huấn có 100 đại biểu là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc. Trong thời gian 2 ngày tập huấn, các đại biểu được nghe triển khai 4 chuyên đề: thông tin tuyên truyền đối ngoại và tình hình thế giới, khu vực, quan hệ Việt Nam với các nước; nâng cao kiến thức về chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi; tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của đoàn; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Thông qua lớp tập huấn nhằm kịp thời trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản về các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình phong trào hành động cách mạng của đoàn, những vấn đề về sự kiện chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, văn hóa, trong và ngoài nước cho cán bộ, đoàn viên thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp, tạo điều kiện để đội ngũ làm báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội ở các cơ sở đoàn trong tỉnh và tại địa phương nơi mình cư trú, tăng cường kỹ năng và phương pháp tuyên truyền giáo dục, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của đoàn trong giai đoạn mới. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.